Bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh, tập 9. Không ngờ, thật sự không ngờ. Đừng giả bộ nữa. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông còn gì. Kìa cậu Trình, tôi không hiểu lời của cậu nói lắm. Sao tôi thấy nụ cười của ông còn vô liêm sỉ hơn tôi vậy? Ông đừng tưởng tôi không biết ông nghĩ gì. Ông muốn lợi dụng quan hệ của tôi và Tiểu Mảnh. Chúng ta không ngốc, cũng xem như người thông minh. Nói thẳng ra không được sao? Nói thẳng. Vậy tôi xin được rửa tay lắng nghe. Sao tôi lại đưa hợp đồng này? Chắc ông hiểu quá rõ. Vì Thạch Tiểu Mảnh là anh em của tôi. Ông bắt nạt cậu ta, tức là không để mặt tôi. Nên tôi mong hợp đồng này là lần đầu, cũng là lần cuối. Xem cậu nói kìa. Không đâu, không đâu. Ai mà không biết cậu Trình trọng nghĩa khí, trọng tình bạn. Thôi đi, đừng hòng lấy lòng tôi. Ông nhớ đó, lần này tôi nể mặt Thạch Tiểu Mảnh. Chỉ một lần này, không có lần sau. Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Cậu Trình yên tâm, tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Làm thật tốt dự án này. Tôi phải để cậu và chủ tịch Trình hài lòng, vui vẻ đúng không? Không chừng sau này, không vì Thạch Tiểu Mảnh, chúng ta vẫn có thể trở thành đối tác đáng tin cậy. Chuyện sau này để sau này nói. Tôi đã đưa ông bản hợp đồng rồi. Chi tiết thực hiện cụ thể, ông soạn sẵn rồi đưa về cho tôi. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ bảo công ty chuyển luôn cho ông khoản ứng đợt đầu. Nhưng có điều ông phải nhớ, ông phải đưa ngay cho cậu ấy số tiền hoa hồng trong vòng 24 giờ, vì cậu ấy đang cần tiền mua nhà gấp. Nhất định. Cậu yên tâm, tôi sẽ gọi điện báo cậu ấy ngày mai đến làm. Ngày mai cậu ấy đến, tôi sẽ bảo tài vụ đưa tiền thưởng cho cậu ấy. Cậu còn gì dặn dò nữa không? Còn một điều rất quan trọng, ông nhớ là việc hai chúng ta gặp nhau, ông không được nói với Tiểu Mảnh, không được nói với bất cứ ai. Lời nói dối này, ông tự nghĩ cách giải quyết đi. Nếu không hợp đồng này. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói đâu, cậu yên tâm. Tôi không nói gì hết. Cậu Trình tình nghĩa quá. Làm việc tốt không cần lưu danh. Rồi không còn gì nữa, ông về đi. Tôi còn phải nghe điện thoại. Được, vậy tôi đi. Cảm ơn cậu Trình. Con đang ở đâu? Về ngay. Chuyện xấu không rêu ra ngoài. Nếu cha không muốn người của công ty cười vào mặt của cha con mình, thì về nhà nói có được không? Cha yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm. Sếp Ngủ, cô tìm tôi. Công việc vừa bắt đầu nên tôi cứ rối lên. Cho anh một nhiệm vụ. Anh đi phóng lớn tấm ảnh này ra. Phóng cỡ 20 inch. Không, 30 inch. Rồi tìm một cái khung đẹp, bày trong phòng làm việc là được. Bức ảnh này quá bình thường, bày trong phòng của cô không đẹp đâu. Anh nên hình thành một thói quen tốt. Đó là khi cấp trên giao nhiệm vụ cho anh, anh nên hoàn thành nó ngay, chứ không hỏi han nọ kia. Tôi nghĩ nhân viên có thắc mắc, nếu nhận được lời giải thích hợp lý, anh ta sẽ hoàn thành tốt hơn. Anh Ngô, tôi nhắc nhở anh, tôi đang giao nhiệm vụ, không phải bàn về nghiệp vụ. Tôi thắc mắc cũng xuất phát từ trách nhiệm công việc. Đọc báo cáo này đi. Đây là cách anh nói có trách nhiệm với công việc sao? Trong thị trường điều phối trung ương toàn cầu, chỉ có lượng tiêu thụ của chúng ta là thua đối thủ truyền thông Hoa Khoa. Anh nên tập trung tinh thần vào việc làm thế nào để báo cáo được đẹp hơn, chứ không phải thảo luận bức ảnh nào đặt trong phòng tôi sẽ sang hơn. Mau đi in ảnh đi. Đông, cậu gọi điện cho Thạch Tiểu Mảnh, báo cậu ấy mai đến làm. Có phải hợp đồng Đại Đức? Hợp đồng ở đây. Mau gọi đi. Dạ. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Sếp Hồ, Tiểu Mảnh tắt máy rồi. Tắt máy.
Xin lỗi, tôi đến trễ. Anh không trễ, còn 5 phút nữa. Xem ra mọi người cũng biết là đến gặp khách hàng là phải đến sớm nửa tiếng. Ngô Địch, tài liệu kêu anh chuẩn bị đâu? Phạm Xuân Hoa, 45 tuổi, từng ly hôn. Vợ hiện tại của anh ta nhỏ hơn 15 tuổi. Sinh cho anh ta một cậu con trai, sở thích về trà đạo, thích uống Thiết Quan Âm. Hết rồi à? Hết rồi. Trợ lý của anh ta thì sao? Tôi nói rồi, chúng ta không được bỏ qua những người ở bên cạnh anh ta. Trợ lý? Tôi không biết. Trợ lý Dương Tân, 33 tuổi, chưa kết hôn, nghiện rượu háo sắc. Sao sếp Phạm lại coi trọng anh ta như vậy? Tuy anh ta nghiện rượu háo sắc, nhưng có năng lực làm gì? Thêm nữa, cha của Dương Tân từng là lãnh đạo của sếp Phạm, nên ý kiến của anh ta sẽ gây tác động đến giáo sư Phạm. Giáo sư Phạm? Trước khi Phạm Xuân Hoa về nước, từng là giáo sư ngành tài chính, đại học thương mại. Ông ta rất tự hào về điều này, thường khoe khoang chuyện này với bạn bè trong giới. Đến giờ rồi, còn thiếu một người. Ai chưa đến? Húc Đông à? Tôi vừa gọi điện cho anh ấy rồi, anh ấy đang trên đường tới, kẹt xe quá. Cậu gọi lại cho cậu ta, nói là đừng đến nữa, ngày mai khỏi cần đến làm luôn. Dạ. Giáo sư Phạm là người rất đúng giờ, chắc giờ ông ta đã ở tầng dưới rồi. Đi, chúng ta ra thang máy đón. Được. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Sao lại là cậu? Vẻ mặt này là sao? Không chào đón mình à? Vậy mình đi. Không phải, không phải. Mình tưởng là Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh không có ở nhà. Phải. Hôm nay anh ấy đi phỏng vấn vẫn chưa về. Hay là bọn mình lượn đi. Đi đâu? Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập quán bar. Có bốc thăm trúng thưởng, có tặng rượu giảm giá. Mình đưa cậu đi chơi cho vui. Thôi, lát nữa anh ấy về, không thấy mình ở nhà lại lo. Mình đợi anh ấy về cùng ăn cơm. Cậu ta có phải là con nít đâu, còn đợi cậu bón cơm nữa à? Gọi điện thoại cho cậu ấy là được rồi. Chắc điện thoại hết pin rồi, gọi mãi mà không được. Cậu để lại mảnh giấy cho cậu ấy, kêu cậu ấy tới đó tìm bọn mình, cả bọn cùng quẩy luôn. Thôi, mình không thích chỗ đông người. Cậu nghĩ mình là người phái của Mộ Thật à? Mình đến tận đây đón cậu đó, đừng bắt mình ra về trong thất vọng. Mình không dễ tính đâu. Được rồi, chịu cậu đó. Để mình thay áo. Mặc đẹp chút nha. Mình giới thiệu bạn mới cho cậu làm quen. Mấy hôm nay cô ấy cũng đang chán. Chủ nhiệm Vương, tôi mời anh một ly. Tôi cũng mời anh. Được, nào. Mời anh. Mọi người cứ tự nhiên, tôi vào nhà vệ sinh. Được, anh đi cẩn thận. Từ từ thôi. Tiểu Ngũ, cô dùng ma thuật gì mà khiến Tiểu Vương đổ siêu đổ dẹo không chống trả được vậy? Sếp Phạm, anh nói đùa rồi. Làm gì có ma thuật nào. Tôi thấy là chủ nhiệm là người đàn ông ga lăng, rất trân trọng phái nữ. Tục ngữ nói, dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Nào, ly này tôi mời anh. Tôi cũng mời anh. Tửu lượng của tôi không tốt như hai người. Nhưng mà nào, không sao, chúng tôi cạn, anh tự nhiên. Được. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Vẫn không gọi được à? Tiểu Mẫn làm sao vậy? Để gọi điện cho thằng khùng. Không sao. Alo, anh đang làm gì? Tối nay quán ba em kỷ niệm thành lập, anh có muốn đến uống một ly không? Không đi. Về nhà. Anh đến đi, muộn tí cũng được. Không đi. Lão Trình đang ở nhà đợi anh. Em gọi cho Ngô Địch, Tiểu Mảnh đi. Lão Ngô đi tiếp khách rồi. Tiểu Mảnh đến giờ vẫn chưa liên lạc được, không biết làm sao nữa. Nếu anh không đến, chỉ có mỗi ba mỹ nữ, em, Thẩm Băng và Tử Hy, anh có yên tâm không? Vậy à?
Để anh tới đó hóng hớt một tí. Vậy được, em đợi anh. Nhất định phải đến đó. Đợi anh nha. Con có việc đột xuất, về trễ một chút. Cha hét lên làm gì? Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Con về sớm hay muộn có gì khác đâu. Cha yên tâm đi, con sẽ chịu trách nhiệm. Bấm bấm cái gì? Sếp ngủ. Cô chưa say chứ? Không sao. Sao? Thương tôi à? Đừng căng thẳng. Chúng ta vì công việc thôi. Nè, tôi đâu có căng thẳng. Trừ khi cô cho rằng cấp dưới quan tâm cấp trên là thương. Nụ hôn lần trước ở trước cửa quán bar là tôi giải vây cho anh. Đừng nghĩ nhiều. Mặt đẹp vậy, đi đâu vậy? Lâm Hạ hẹn em đến quán bar. Lâm Hạ hẹn em hay là thằng khác? Anh còn dám nghi ngờ em? Anh mất tích một tuần rồi. Anh không mất tích, anh về đây làm gì? Về ngắm cả trăm đôi giày này à? Về xem em chụp ảnh cho những đôi giày này, sau đó dán nó lên hộp giấy. Anh đừng làm vậy. Đưa cho em. Đồ anh mua, anh thích làm gì thì làm. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi giày tôi. Anh làm gì vậy? Anh đừng có ném mà. Tôi thích thì tôi mua, không thích thì tôi ném. Anh điên rồi à? Tôi điên? Người điên là cô đó. Cô xem những đôi giày này, cả tủ giày, cô chỉ biết đến giày thôi. Anh bỏ tôi ra. Anh thích sống với ai thì sống. Sống kiểu này tôi không cần. Muốn chia tay chứ gì? Vậy thì cút đi đi. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô không được đem theo bất cứ đôi giày nào, còn cả sắc xuân động lòng người. Khoản tiền cô gửi về quê, cô đừng có mơ nữa. Nhưng mà nếu cô ngoan ngoãn vâng lời, tôi sẽ cưng nhắc, tặng thêm cho cô một tủ giày nữa, để cô dần dần lấp đầy tủ. Tôi biết anh không yêu tôi. Vậy sao anh còn ở bên tôi? Vì cô đẹp, tính tôi thích chinh phục. Xuống đi, em nhớ anh muốn chết. Yên nào, bọn họ đâu? Sao bây giờ anh mới đến? Người đâu? Lâu lắm rồi anh không nghe em hát. Được được, họ đâu? Nào, cậu uống cái này được rồi. Sao vậy? Không, hôm nay mình vui phải uống cái này. Em vui vì cái gì? Cũng chỉ là kỷ niệm quán bar thôi. Nhìn em vui như ngày cưới đó.
Nếu là ngày cưới của em còn vui hơn nữa. Không tin thử xem. Anh dám không? Dám không? Nhưng đám người bọn mình có Thẩm Băng và Tiểu Mảnh là ổn định nhất. Khi nào còn mới cưới? Sắp rồi. Lúc kết hôn mình có thể làm phù dâu không? Được chứ. Anh làm phù rể nha. Cậu nói giỡn như vậy hay cậu làm MC luôn đi? Được, mình làm được. Mình cứ thử xem. Lâm Hạ, tha cho anh đi. Em vừa đến đã quan quát rồi. Đau đầu chết đi được. Quan quát là gì chứ? Không hiểu. Quan quát mà cũng không hiểu. Lắm mồm. Quạt quạt như con vịt đó. Kiểu đó. Vậy được, ly đầu tiên. Cạn cho tình bạn của chúng ta. Cạn ly. Tôi vui quá. Ly thứ hai. Ly thứ hai. Cho phép tôi uống riêng với thằng khùng. Chúc tình yêu của chúng ta vạn tuế. Nào. Lâm Hạ, đừng uống nữa. Lát nữa uống say tôi phải khiêng cậu về. Im đi. Cậu hiểu cái gì? Đồ thần kinh. Anh uống với cậu ấy đi. Cậu ấy vẫn đang cầm ly kìa. Ga lăng chút đi. Vậy cạn ly vì tình yêu của chúng ta. Cạn ly. Em yêu anh, không liên quan tới anh. Cạn ly, nào. Mời. Không ngờ Tiểu Ngũ cũng có tài này. Tôi chỉ kém trong làm ăn thôi. Chứ mấy trò giặt vãnh này thì rành lắm. Ai bảo tôi thích anh chứ? Cô khiêm tốn quá. Làm ăn thì dễ, chứ bản tính mới khó rèn. Trà ngon, nước ngon, khéo tay quá. Công ty cô có được cô, đúng là diễm phúc của họ. Sếp Phạm, trà tôi pha có thể giúp anh giải khát giải rượu. Đó mới là vinh hạnh của tôi. Anh tới khi nào vậy? Tới một lúc rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập quán bar. Rượu nước hôm nay giảm 50%. Anh muốn uống gì thì gọi đi. Mai là hết cơ hội rồi đó. Được, hôm nay tôi sẽ uống nhiều hơn. Tối nay cô có hát không? Hát, nhưng phải trễ một chút, vì tôi còn phải tiếp bạn nữa. Anh thấy người đó không? Anh chàng mặc áo đen đó. Thì sao? Anh ấy là người mà tôi hay hát về đó. Là người viết bài tích tắc đó hả? Đúng rồi, là người viết bài tích tắc đó. Vậy cô còn không mau qua đó đi. Tôi đi đây. Anh uống nhiều vào nha. Tôi tới đây. Mọi người đang chơi gì vậy? Tán phét không? Tiểu Ngũ, hôm nay vui quá. Trà của cô không chỉ giải khát mà còn giải rượu nữa. Ngày mai mời sếp Phạm đến văn phòng tôi. Tôi lại pha cho anh. Được, thống nhất vậy nha. Nhất định rồi, cảm ơn anh. Sếp Ngũ, cô đừng có quên tôi đó. Không đâu chủ nhiệm. Chủ nhiệm Vương đi thông thả. Đi thông thả, về nha. Sếp Ngũ, tôi về trước. Mai gặp. Được, mai gặp. Mọi người vất vả rồi. Chào sếp Ngũ. Thật không ngờ cô còn biết trà đạo nữa. Tối qua tôi mới đăng ký học lớp cấp tốc, tốn mất 800 tệ đó. Tôi nói cho anh biết, những người này cũng chỉ học đòi làm sao, có ai am hiểu thật đâu. Đi uống cà phê cùng tôi đi. So với uống trà, cà phê vẫn hợp với tôi hơn. Chuyện nhỏ. Thạch Đầu, gọi điện mãi cho anh không được. Em đến quán bar của Lâm Hạ chơi một lát. Em sẽ về sớm. Anh mau ăn cơm đi, không nguội mất. Nha đầu.
vẫn không gọi được cho Tiểu Mạnh à? Hay là mình về trước nha. Đừng, nếu cậu ấy chưa về nhà, cậu sẽ cô đơn lắm. Dạo này anh ấy đang kiếm việc, tâm trạng không tốt. Mình muốn về nhà đợi anh ấy. Khoan, Tiểu Mạnh đang kiếm việc, đang làm ở công ty quảng cáo mà, sao lại đi kiếm việc? Cũng không có gì đâu, có chút vấn đề thôi. Làm anh em kiểu gì vậy? Tiểu Mạnh đang kiếm việc đó, sao anh không giúp? Hình như không có gì nghiêm trọng, cậu ấy cãi nhau với sếp thôi. Vậy mình về trước nha. Đừng, cậu chưa nghe mình hát mà. Hôm khác mình và Tiểu Mạnh sẽ cùng đến. Mọi người ngồi nha, tạm biệt. Để mình tiễn cậu. Để tôi đưa cô về. Không cần, mọi người cứ chơi đi. Để anh ấy đưa cậu. Tài xế miễn phí sao không xài? Vậy thì cảm ơn anh, đừng khách sáo. Anh phải quay lại nghe em hát đó. Anh đi đi, tạm biệt. Không vấn đề. Chuyện này cứ vậy đi. Được, tạm biệt. Cô không cảm thấy mệt sao? Không. Là phụ nữ, dùng sự quyến rũ của mình chinh phục một người đàn ông, khiến họ phải nghe lời răm rắp. Được như vậy, tốt quá rồi còn gì. Giả lại, cũng chỉ có cách đó tôi mới có thể giữ được trạng thái khiến người khác ngưỡng mộ. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Đối với phụ nữ mà nói, thông minh chính là điểm mạnh của họ. Nhưng đối với phụ nữ như tôi, vẻ ngoài là điểm mạnh của tôi. Vì thế, tận dụng điểm mạnh của mình để chinh phục đàn ông và thế giới, có gì sai sao? Cô cũng là người phụ nữ thông minh. Sự thông minh của tôi không phải bẩm sinh, là vì gặp nhiều đàn ông rồi nên có kinh nghiệm thôi. Tôi thấy nếu nói vậy thì không phải một cô gái tốt. Phụ nữ tốt vào bếp, phụ nữ xấu chơi bời. Cảm ơn anh. Thẩm Băng, lát nữa cô gặp Tiểu Mạnh, nói cậu ấy dù thế nào cũng gọi điện cho tôi, được không? Thật ra Tiểu Mạnh luôn coi anh và Ngô Địch là bạn tốt. Tính anh ấy cũng dễ nổi nóng, nhiều lúc cũng cứng đầu. Anh đừng để ý anh ấy. Không, lần này quả thật là tôi đã sai. Nếu đúng là anh không đúng, lát nữa anh ấy về, tôi sẽ báo cho anh. Anh chủ động gọi điện xin lỗi anh ấy. Anh ấy không phải người nhỏ mọn, chắc anh ấy sẽ chấp nhận thôi. Thật ra Tiểu Mạnh rất trân trọng tình bạn của các anh. Anh ấy cũng nói với tôi, ở Bắc Kinh, các anh là tài sản lớn nhất của anh ấy. Được rồi, tôi vào nhà đây. Tạm biệt. Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, anh sao vậy? Cậu nghe tôi nói, cậu hiểu lầm rồi. Thật đó. Anh làm gì vậy? Thật đâu? Ngồi BMW thích lắm đúng không? Tối nay em vui lắm đúng không? Em cái gì? Không phải em đi cùng Lâm Hạ sao? Em đi với Lâm Hạ thật. Là cô ấy gọi thằng khùng đến. Em bịa chuyện giỏi đó. Em bịa tiếp đi, câu chuyện của em hay lắm. Anh bấm giờ cho em xem. BMW dừng lại đó bao lâu? Sao em mãi không xuống xe? Nói gì? Cậu ta nói gì với em? Nói đi, cậu ta nói gì? Có phải cậu ta nói rất yêu em? Có phải cậu ta nói muốn em làm phu nhân của cậu ta đúng không? Đừng nói là em không đồng ý. Chẳng có ai không đồng ý hết. Có ai lại không thích chứ? Em đi đi. Có phải anh xuất hiện không đúng lúc? Anh phá hỏng chuyện vui của em, làm phiền hai người nói chuyện đúng không? Có phải hai người nên có nụ hôn tạm biệt không? Khốn kiếp.
Đúng. Đúng, anh là thằng khốn kiếp. Anh nói em nghe, không được làm thằng khốn nạn. Tại sao? Tại vì anh là thằng nghèo kiết xác, sống trên đời không có tiền, anh không xứng làm người. Thạch Đồng, anh đừng nói vậy được không? Em đi cùng Lâm Hạ thật mà. Đúng, là Lâm Hạ gọi cho thằng khùng tới. Anh tin em được không? Đừng nói gì hết. Anh rất tin em. Em cũng đừng giải thích với anh. Anh cho em được hạnh phúc đó. Anh cho em tội nguyện đó. Điện thoại ở đây. Em gọi điện cho thằng khùng đi. Bảo cậu ta đừng đi quá xa. Quay lại đón em đi. Hai người đi đi. Đi sống với nhau đi. Anh nói cho em biết, chúng ta chia tay từ giây phút này. Em không chia tay. Em không chia tay thì tùy. Anh thì chia tay. Em sẽ không chia tay anh. Em nói rồi, trừ khi anh không yêu em nữa, anh không cần em nữa. Trừ khi chính miệng anh nói ra những điều đó. Nếu anh chia tay em thì anh nói đi. Anh nói đi. Con sẽ về ngay. Muốn đến muốn giết tùy cha. Đừng làm phiền con. Anh xin lỗi. Anh tìm việc không suôn sẻ à? Anh đừng vội. Hôm nay mới là ngày đầu. Điều kiện tốt như anh chắc chắn sẽ kiếm được công việc tốt. Điều kiện tốt gì chứ? Hay là anh nghỉ ngơi một thời gian, đợi tâm trạng ổn định rồi tính. Em cũng sắp được làm chính thức rồi, chắc chắn sẽ được tăng lương. Hai đứa mình vậy là đủ dùng rồi. Ý em là bảo anh ăn bám. Xem như em cho anh dây nặng lãi. Đến một ngày anh phải trả gấp nhiều lần cho em. Nha đầu, thực ra anh cũng sắp kiếm được việc rồi. Có điều là em... Sao gì? Em có thể xin nghỉ việc ở trường mẫu giáo không? Tại sao vậy? Vì anh không muốn mắc nợ thằng khùng. Em từng nói, chúng ta không nên dựa dẫm vào cậu ta. Chúng ta nên dứt cái gậy đó đi, tự đi con đường của mình, đúng không? Thạch Đầu, anh và thằng khùng sao vậy? Cuối cùng mày cũng về. Đúng. Cha muốn đánh muốn giết tùy cha. Mày, đừng nổi nóng vậy, hại người đó. Đúng vậy. Con đã đưa hợp đồng quảng cáo cho Hồ Thị. Nói đi, cha muốn làm gì, con sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Mày còn biết chịu trách nhiệm nữa. Bình thường tao mặc kệ mày, nhưng tao không cho phép mày lấy công ty ra đùa cợt. Hợp đồng đó ở đâu? Mày lấy ra đây, xé ngay trước mặt tao. Xin lỗi muộn rồi. Con đã đưa cho Hồ Dung Cường chiều nay rồi. Tao chưa ký tên, hợp đồng đó không có hiệu lực. Con ký thay cha rồi. Cái gì? Trình Phong, mày có biết mày làm vậy là vi phạm pháp luật không? Tao chỉ cần gọi một cú điện thoại là mày vào tù đó. Ngồi thì ngồi.
đằng nào con cũng lường trước rồi. Dù có phải trả giá gì con cũng làm. Còn vì lý do con không muốn nói với cha, cũng sẽ không nói. Muốn báo cảnh sát chứ gì? Đúng rồi, điện thoại đi nè. Cha gọi đi, gọi đi. Con cũng chán sống chỗ này rồi. Không biết tao tạo nghiệp gì mà lại sinh ra thằng súc sinh như mày. Không biết mình tạo nghiệp gì. Ông không biết sao? Năm xưa ông chơi bời trác tán. Hằng ngày lúc ông chơi bời ông phải nghĩ đến chứ. Khi ông vì người phụ nữ khác mà không về nhà, ngày nào đêm nào mẹ tôi cũng ôm tôi khóc. Lúc đó ông phải biết rồi chứ. Năm tôi 10 tuổi, nhìn mẹ mình uống như một lọ thuốc ngủ, chết ngay trước mặt tôi nhưng không thể làm gì. Lúc đó ông phải biết chứ. Cúp đi. Tôi sẽ đi. Căn nhà chết tiệt này tôi không muốn ở từ lâu rồi. Bộ dạng tôi bây giờ ông thấy rồi, là do ông gây nên. Ông chơi bời với phụ nữ chứ gì. Tôi cũng chơi, chơi nhiều hơn ông. Bộ dạng tôi bây giờ tôi hoàn toàn không biết mình muốn gì. Nhìn người con gái mình yêu mà tôi không biết mình nên làm gì. Là tại ông. Ông hủy hoại đời tôi. Năm tôi 10 tuổi, chính ông đã hủy hoại tôi. Lão Trình, Lão Trình, ông đừng dọa tôi. Lão Trình, Lão Trình. Những gì cần nói anh đã nói hết với em rồi. Thằng khùng cái gì cũng hơn anh. Người ta vừa sinh ra đã ngậm thì vậy. Anh có cố gắng cả đời cũng không theo kịp. Anh cũng không có dũng khí cạnh tranh với cậu ta. Nên nói thật lòng, nếu em đi theo cậu ta, anh không ngăn được, anh cũng không oán thán. Anh chỉ có thể chúc phúc cho hai người. Thạch Đầu, trong lòng em chỉ có anh. Anh yên tâm, ngày mai em sẽ từ chức. Thật chứ? Thật mà. Vậy tức là ngày mai anh cũng sẽ xin nghỉ việc. Từ ngày mai hai chúng ta cùng trở thành dân thất nghiệp. Được. Chưa thấy ai thất nghiệp mà vui như anh. Càng chưa thấy hai người cùng thất nghiệp mà vui như vậy. Thạch Đầu, anh phải hứa với em, sau này dù xảy ra chuyện gì anh đều phải tin em. Đừng dễ dàng nói chia tay. Đừng nói những lời làm tổn thương em. Không nói, không bao giờ. Thạch Đầu, anh yên tâm, trái tim em không thể có người khác, trừ khi gì? Trừ khi anh không cần em nữa. Sao anh lại không cần em, nha Đầu? Sao anh lại không cần em?
Tình hình sao rồi? Anh lại cãi nhau với cha. Để tôi gọi điện thoại cho Tiểu Mạnh. Đừng lão Ngô, cũng chỉ là cái hợp đồng quảng cáo thôi, có đến mức vậy không? Tôi đã đủ phiền rồi, bảo cậu đừng gọi thì đừng gọi. Tiểu Mạnh có phải bác sĩ đâu, gọi cũng vô ích. Không sao, lão Trình sẽ không sao đâu. Lát nữa lúc đến công ty dọn đồ, anh đừng có trở mặt với Hồ Dung Cường. Cho dù từ chức, chúng ta cũng phải phấn chấn lên. Từ ngày mai, chúng ta bỏ lại những chuyện buồn phía sau. Chúng ta chỉ sống những ngày vui vẻ, được không? Để em phải từ bỏ công việc yêu thích, anh thật sự không nhẫn tâm. Tiền mình sẽ kiếm sao? Công việc rồi cũng sẽ có. Nếu không có anh, em mới là mất hết tất cả. Bác sĩ, ông ấy sao rồi? Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ai là người nhà? Tôi là con trai ông ấy. Ông ấy có tiền sử bệnh tim, cậu biết không? Cũng biết một tí. Biết một tí. Thanh niên các cậu làm con kiểu gì vậy? Lần này tình hình ông ấy rất nguy hiểm. Cậu phải nhớ là sức khỏe ông ấy hiện giờ không thể chịu thêm cú sốc nào. Tiểu Mạnh, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Hôm qua gọi cậu suốt mà không bắt máy. Cậu tắt máy cả ngày trời. Nào nào, mau lên. Vỗ tay, vỗ tay. Được, được. Tốt lắm, tốt lắm. Sếp Hồ tôi không hiểu. Đưa tiễn mà tổ chức long trọng làm gì? Đưa tiễn gì? Cậu nói linh tinh gì vậy? Mọi người đang chúc mừng cậu đó. Chúc mừng gì? Nào, ly rượu đầu tiên, chúc mừng Tiểu Mạnh giành được cho công ty hợp đồng quảng cáo thường niên của Đại Đức. Tuyệt vời. Nghĩa là sao? Tiểu Mạnh, cũng may mà có cậu. Nếu không sao Đại Đức lại ký hợp đồng với chúng ta? Sếp Hồ tôi không hiểu. Cậu coi, mấy ngày không gặp cậu lại xa lạ với tôi rồi. Sếp Hồ gì chứ? Gọi là anh Hồ. Tôi luôn coi cậu là em trai mình mà. Nào, em trai uống đi. Đừng. Hôm nay tôi đến, thật ra là để... Thật ra cái gì mà thật ra? Thật ra tôi còn một bất ngờ khác cho cậu. Tối nay để chúc mừng cậu thăng chức, tôi đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Cậu đừng làm cho mọi người mất hứng đó. Được. Sao tôi lại được thăng chức? Cậu xem, ly rượu thứ hai, chúc mừng Tiểu Mạnh trở thành giám đốc kinh doanh của công ty quảng cáo Hồ Thị. Tất nhiên là dự án của Đại Đức, cậu phải phụ trách toàn bộ đó. Mọi người nói có đúng không? Đúng đó Tiểu Mạnh, đừng khiêm tốn nữa. Giám đốc kinh doanh. Đúng đó. Cậu xem, hợp đồng Đại Đức, phòng kinh doanh chúng ta chạy đôn chạy đáo, đi chào mời mà có được đâu. Cậu mới gia nhập được một tháng đã thành công. Đúng không? Chức giám đốc này không có cậu thì của ai? Mọi người nói có đúng không? Đúng. Tiểu Mạnh, anh thắng rồi. Chúc mừng anh. Nào, uống đi. Hôm nay tôi đến để xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc? Sao vậy?
Mọi người nói xem, Tiểu Mảnh nói đùa có vui không? Không vui chút nào hết. Tôi không đến để nói đùa. Giám đốc Thạch, anh vô tính quá. Giám đốc Thạch, đúng vậy, giám đốc Thạch. Tôi nói thật đó. Được rồi, chúng ta đi xem phòng mới của cậu đi. Không, tôi nói thật đó. Tiểu Mảnh, anh Hồ đối với anh tốt vậy còn gì? Bàn ghế mới trong phòng do đích thân anh Hồ chọn cho anh đó. Đúng vậy, còn đẹp hơn bộ trong phòng anh ấy nữa. Đi đi, đi xem đi. Tôi phải đi chọn cả ngày đó. Đi mau. Mọi người vỗ tay đi, tôi muốn từ chức.